Ông tôi thuở nhỏ rất thích đọc sách. Ngày đó biết chữ đã là rất hiếm. Và ông tôi kể, học sinh lớp 5 đã có thể đi dạy rồi. Ông tôi lúc này khoảng 8-9 tuổi. Cách nhà ông tôi 3 căn là nhà bà Tư. Thời ấy nhà cửa cách nhau rất xa. Ông tôi muốn sang nhà bà Tư cũng phải đi bộ gần 20-30 mét. Bà đã trải qua hơn 70 cái xương xanh. Bà không biết chữ nhưng rất thích nghe đọc truyện. Từ Tam Châu Liệt Quốc, 108 Anh Hùng Lưu Sơn Bạc hay đến Ngũ Lang Chức Nữ, bà đều thích nghe. Ông tôi thường được bà nhờ sang nhà đọc cho bà nghe. Ông tôi thích đọc sách nên rất thường hay sang nhà bà Tư chơi. Ông tôi cứ đọc đến khi buồn ngủ thì bà Tư đã ngủ trước từ lâu rồi. Bà Tư dặn cứ khép cửa lại rồi đi về. Đến sáng hôm sau qua chơi, bà lại cho cái bánh, khi thì mấy xu mua quà ăn. Ông tôi kể, nhà nó ngủ sớm lắm. Mặt trời lặn là cả sớm tắt đèn chuẩn bị đi ngủ. Mai còn dậy sớm để làm việc. Mặc dù không muốn thì cũng có gì khác đâu mà làm. Ông tôi thì lại khác. Tối tầm 6-7 giờ ăn cơm xong lại xin bà cố sang nhà bà Tư chơi và phải về trước 9 giờ. Lúc đấy ông tôi đang đọc đều đều thì bỗng nghe xôn xao ngoài cửa. Bà Tư cũng giật mình đẩy cửa ra thì thấy nhốn nháo đằng xa. Ông tôi lon ton đứng sau lưng thì bà đẩy vào. Chỉ kịp thấy bóng một người phụ nữ chạy từ xa đến hét lớn: "Cứu chồng con với bà Tư ơi, cứu chồng con." Người phụ nữ ấy thét là cả giọng. Bà Tư vội vào nhà bưng một cái cháp đi ra, dặn ông tôi không được ra ngoài. Ông tôi tò mò nên đứng hé cửa nhìn ra, nhưng chỉ thấy đốt sáng lấp ló xa xa. Và thấy khi mọi người né ra cho bà Tư vào thì có một dáng người đang nằm giật giật trên đất. Ông tôi sợ quá đóng cửa lại. Ngồi đợi một hồi thì sợ về trễ bị ông cố đánh đòn nên liều mở cửa ra, chạy thẳng qua và hét với theo: "Thưa bà Tư, con về." Rồi chạy biến về nhà. Nhưng cũng kịp thấy bà đang đỡ ông Chính, mặt trắng bệch, mắt toàn lòng trắng, không thấy con người đâu, và lưỡi thì lè dài ra ngoài. Hai hôm liền sau đó ông tôi không dám ra ngoài ban đêm. Đến sáng hôm thứ ba thì một anh hàng xóm thấy ông tôi đang lủi thủi chơi trước nhà thì gọi với từ xa: "Vũ ơi Vũ." "Thôi em sợ lắm." "Mày nói vụ ông Chính đó hả? Ra đây tao kể cho nghe." Ông Chính là người bán hủ tiếu dạo. Ban đêm khoảng 7-8 giờ tối, có nhiều người đi đồng về mệt không muốn nấu ăn, hay có những người ăn khỏe thì đến tối họ lại trong tiếng lóc cóc của ông Chính. Khoác trên vai đòn gánh, một bên là hủ tiếu, hành, gia vị, tô, muỗng đũa và lon tiền xu, một bên là bếp than đỏ và nồi nước lèo. Ông Chính rảo vòng quanh các xóm để giao hủ tiếu. Ai nghe tiếng lóc cóc và muốn ăn thì cứ gọi ông Chính hay hủ tiếu ơi là ông dừng lại bán. Đợi khách ăn xong lại đứng dậy quảng cánh đi tiếp. Hôm đó ông Chính đi ngang qua nghĩa trang. Thường lúc này ông đi rất nhanh, phần vì không có khách, phần cũng vì yếu bóng vía. Đang cuồng chân bước lẹ, vừa khuất được tường rào nghĩa trang vừa thở dài thì ông Chính bỗng giật mình. "Chính!" Một người phụ nữ trẻ mặc áo bà ba, đội nón lá, tay ẵm một đứa bé quấn kín, vẫy vẫy tay và bước ra từ phía rặng tre. Ông Chính nghĩ dù gì cũng đã qua nghĩa trang rồi, và khách kêu không lẽ không bán. Thế là ông bắt ghế xuống, theo thói quen làm sẵn tô hủ tiếu. Vừa chan nước lèo xong, đợi khách đến đưa thì đã thấy chân người trước mặt. Dù khoảng cách không xa nhưng ẵm một đứa bé thì việc đi qua mấy mô đất để ra đến đường ông đang đi không thể nhanh đến vậy được. Ông đưa tô hủ tiếu lên, cố ngước nhìn xem là ai để hỏi thăm, nhưng không nhìn thấy mặt do nón lá che khuất. Ông cúi xuống suy nghĩ xem giọng người này là ai. Dù gì ông cũng lớn tuổi, sao lại gọi trống không như vậy. Đang suy nghĩ thì ông giật mình khi nghe sột một cái. Nhìn ngang
Người đàn bà đã ngồi xuống ngang tầm ông, một tay bế đứa bé, một tay đưa trả lại cái tô và chỉ vào chồng tô đang úp, ý muốn mua một tô nữa. Ông chính biết có biến, bởi lẽ một người đang bồng con thì làm sao mà cầm đũa ăn nhanh như vậy được. Ông một tay làm nhưng cũng đã chuẩn bị sẵn đường chay. Đưa tô cho người đàn bà xong, ông nhìn xem người đó ăn như thế nào. Người đàn bà vẫn ngồi, tay vòng ẵm đứa con ngang ngực, đưa tô dần ngang mặt và lẹ cái lưỡi đổ lồm ra, nhúng vào tô rồi cuốn một vòng. Dùng mình nhẹ một cái và rột một tiếng, cả hủ tiếu lẫn nước dùng trôi tuột theo cái lưỡi đi mất. Ông chẳng biết trời trăng gì nữa, hất nguyên thùng nước lèo vào người đàn bà đó và bỏ chạy. Sau lưng vẫn nghe tiếng cười ha hả và tiếng chân người phầm phập trên nền đất mềm. Cái đó là ma mẹ bồng con đó. Bà Tư dùng cành liễu quất ông chính, càng quất càng ọc ra bùn, rồi người ta xoay dầu cả đêm. Đến giờ ông vẫn đang nằm bẹp ở nhà kia. Mày nhớ qua chơi với bà Tư, con trai gì mà nhát quá. Nói rồi anh hàng xóm chạy ra sông chơi với lũ bạn, bỏ lại ông tôi ngồi đấy. Sau mỗi câu chuyện, ông tôi thường nói ma do mình nghĩ ra hết, mình không làm gì xấu thì sao phải sợ, và thường giải thích theo một cách khoa học về những chuyện đó. Dù rằng một vài chuyện ông tôi nói cái đó con lớn lên tìm hiểu chứ ông cũng không giải thích được. Ông tôi bảo sau lần đó ông Chín không còn dám đi bán hủ tiếu ngang con đường nghĩa trang nữa, mà có bán thì cũng chỉ bán đến tầm chiều rồi vội vã trở về trước khi mặt trời khuất bóng. Thầy tôi kể ngày xưa Đà Lạt vắng lắm, có anh cán bộ làm trong cơ quan nhà nước. Anh này có quen với anh trai của thầy. Thầy là người Tày, nhưng sau giải phóng gia đình thầy di cư lên Đà Lạt sống. Đêm đó anh cán bộ có việc nên làm về khuya. Nhà của anh ấy thì gần bờ hồ Xuân Hương, mà ngày xưa vắng vẻ lắm, 9-10 giờ tối ra đường là không có ai đâu. Hôm đó anh về gần 12 giờ khuya. Anh đi bộ từ cơ quan về nhà. Anh đi dọc bờ hồ Xuân Hương, không gian đêm xuống vắng tanh, không một bóng người. Đang tản bộ thông thả thì anh nghe tiếng khóc thút thít của trẻ con, là tiếng của một cô bé chắc khoảng 12 tuổi. Càng đi thì anh càng nghe tiếng khóc đó càng lớn dần, lớn dần. Anh cứ suy nghĩ, giờ này mà lại ra bờ hồ ngồi khóc, chắc bị gia đình đánh hay sao đó. Bỗng anh thấy 3-4 đứa con nít nói chuyện ồn ào và chạy qua mặt anh. Anh nói, sao ban đêm không về ngủ mà đi đâu ra đường giờ này. Bọn trẻ làm như không nghe thấy lời anh nói. Tụi nó chạy nhanh quá, anh cũng không đuổi theo. Anh tiến lại gần cô bé đang cúi mặt khóc thút thít kia. Anh đoán chắc bọn trẻ kia ăn hiếp con bé. Anh tiến lại gần hỏi thăm, này cháu, sao giữa đêm mà cháu ngồi đây khóc? Bọn kia ăn hiếp cháu à? Nhà cháu ở đâu? Ba mẹ cháu tên gì để chú đưa về? Ban đêm mà ngồi đây một mình nguy hiểm lắm. Chú nghe nói ở quanh hồ này có ma đó, cháu không sợ sao? Anh ấy hỏi liên tiếp một câu hỏi dài, nhưng cô bé vẫn cúi mặt khóc. Cô bé mặc bộ đồ khá sòng dài, dạng như đồ bay của phụ nữ bây giờ. Vì ánh sáng đèn lúc đó rất mờ nên anh không biết là đồ trắng hay hồng. Cô bé tóc dài ngang vai, khi cúi mặt xuống tóc che hết mặt. Ngồi đó nên không thấy được mặt mũi ra làm sao hết. Anh mới hỏi lại, cháu có bị thương ở đâu không? Lúc này cô bé mới trả lời, dạ có. Cháu bị làm sao? Ngước mặt lên chú xem nào. Có gì chú sẽ đưa cháu về. Dạ, con bị thương ở mặt, các bạn kia đánh con. Cháu quay ra ánh sáng bên này, ngước mặt lên chú xem coi có sao không. Dạ. Cô bé quay qua phía đèn đường có ánh sáng yếu và ngước lên thì hỏi ôi, khuôn mặt nó là một khối thịt không mắt, không mũi, không miệng.
mặt mày anh tái mét, chân run bần bật, không nói nên lời vì quá sợ. Trong tiềm thức, anh hết sức chạy vừa té hai lần mà vẫn không kêu cứu được vì quá sợ hãi. Thay vì còn một đoạn nữa là anh về đến nhà rồi, nhưng do sợ quá nên anh chạy ngược lại dòng bờ hồ. Anh chạy bạc mạng, chạy trối chết là như thế đấy. Chạy đâu hơn nửa vòng hồ, anh quay lại thì có vẻ như con ma bé nhỏ đó nó không đuổi theo nữa, nên anh chạy chậm lại và thở từ từ, cố bình tĩnh lại. Hơn nửa vòng hồ một chút thì anh thấy có quán cháo ven hồ. Anh lật đật chạy lại quán cháo. Khuya rồi nên quán không có người. Có bà cụ ngồi trước quán. Anh nói và thở dốc: "Cô ơi, cháu vừa gặp ma. Cháu từ con nít, cháu sợ quá." Bà cụ hỏi: "Sao ban đêm mà chú đi đâu khuya vậy?" "Khu vực quanh hồ nhiều người chết lắm, nên cũng hay có ma đấy. Đừng đi khuya nữa." Sau khi kể xong lý do, rồi kể luôn khuôn mặt quái dị của con ma kia, thì bà cụ lên tiếng: "Có phải khuôn mặt này không?" Bà già bán cháo ngước mặt lên. Anh cán bộ nhìn thấy thì ngất xỉu tại chỗ, vì khuôn mặt bà lão cũng y chang khuôn mặt cô bé đó, là một khối thịt không mắt, không mũi, không miệng. Sáng hôm sau tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Anh ngơ ngơ ngáo ngáo suốt 5 năm. Gia đình chạy chữa tốn rất nhiều tiền anh mới hồi phục được, và kể lại câu chuyện này cho thầy tôi nghe.